Noel bác quà đi đâu đấy? À ông già Noel. À ông già đi. À bác quà Noel tặng cho các cháu nhá. Tặng cho cháu Dương nhá. Cháu Chip nhá, cháu Minh Đức. Có tặng quà cho anh Xuân Hiếu không? Úi giời, đi chơi kìa, đi chơi kìa. Ông già Noel đi chơi kìa. Đi lên phố kìa. Úi giời, đi lên phố kìa. Lại nhìn thấy cháu Xuân Hiếu đây rồi. Sao lại lấy quà ông già Noel thế? À, Noel sắp sửa đến nhà mình để tặng quà cho các cháu. Đấy, ông già đưa em đi từ từ thôi. Ông già Noel đi đâu mà nhanh thế? Các cháu đi không kịp, theo không kịp. Noel bắt quà thì có tặng cho anh cháu Xuân Hiếu không? Ở đây là cháu Xuân Hiếu này, giới thiệu đây là cháu Xuân Hiếu này. Cháu Xuân Hiếu chuẩn bị giơ tay vẫy tay nè. Chào ông già Noel này. Úi giời, ông già Noel lại chào mọi người kìa. Ông già Noel.